Những ngày vừa qua thì nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu và từng đợt gió ùa về khiến cái rét càng thêm tê tái. Thế nhưng tại các bệnh viện thì nhiều người vẫn co ro, thấp thỏm ngóng chờ tình hình sức khỏe của người thân. Người thân đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, vợ chồng chị Ánh chỉ có thể luân phiên nhau túc trực ngoài hành lang này. Mặc dù nhiều lớp áo nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến chị phải mang chăn ra đắp để ấm hơn. Nằm ngoài này cũng được 2 hôm rồi. Mình thuê thì nhà trọ thì cũng được, nhưng mà người nhà đang cấp cứu ở trong kia thì mình cũng không thể đi đâu được. Chỉ có ở đây chờ trong cái ngoài trời 9 độ, 10 độ như này thôi. Nhất là đêm hôm qua mưa nữa. Cứ một bệnh nhân đi kèm 1-2 người nhà lại càng khiến bệnh viện thêm đông đúc. Trong cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội, hàng dài người ngồi chờ trực co ro trên ghế đá hành lang bệnh viện, thấp thỏm ngóng chờ tình hình của người thân. Thì trong cái rét chung mà những người ngồi ngoài này thì là cũng như trường hợp của anh là cũng phát chăn rồi là cháo rồi là những cái đồ ăn của các chùa từ Lạng Sơn chẳng hạn. Mọi người thì cũng làm sao mà yên tâm để trông người nhà thôi. Bệnh viện cũng bố trí nhiều đèn sưởi cơ động xung quanh khu vực chờ của người nhà bệnh nhân. Theo ghi nhận của phóng viên, một số đèn đã tắt vì hết nhiên liệu sau nhiều ngày hoạt động hết công suất. Ngay từ đầu mùa rét thì lãnh đạo trung tâm đã quán triệt là phải bảo vệ hoặc là giữ ấm. Trung tâm đã dự trù những chiếc cái chăn sưởi ấm hoặc là sẽ lắp các máy sưởi ở khắp các bệnh phòng. Những ngày tới, dự báo thời tiết sẽ có phần cải thiện, đợt không khí lạnh suy yếu dần. Hy vọng sự mong ngóng của người nhà bệnh nhân sẽ bớt phần thấp thỏm và lạnh lẽo. Trường có nhiều loại sữa trái cây có biểu hiện vi phạm Nghị định 43 về ghi nhãn hàng hóa giống công văn của Eurocharm gửi một số cơ quan chức năng ở trên. Và điều này là một nguyên nhân khiến nhiều người tiêu dùng nhầm lẫn và hiểu sai bản chất của sữa trái cây. Là người thường xuyên mua sữa cho gia đình uống, nhưng bà Định cũng không hiểu thành phần của các loại sữa trái cây này có tác dụng thế nào đối với sức khỏe. Bà chỉ tin rằng sữa trái cây tươi rất tốt vì vừa có sữa tươi vừa có trái cây tươi. Sữa trái cây nhiều chất dinh dưỡng lắm, thì tôi thích bởi vì nó có cái chất trái cây tươi. Tôi rất hay mua sữa trái cây. Về sữa trái cây thì mua về thì là hai ông bà uống. Thế các cháu nhỏ nó cũng thích. Thế bởi vì nó có cái vị ngon riêng của nó. Thế thành ra là nhà tôi rất hay dùng. Một số bạn nhỏ và phụ huynh thì không cần biết thành phần sữa trái cây có gì, chỉ thấy nhãn mác đẹp và vị ngon là thích uống. Con rất thích uống sữa trái cây và vị trái cây mà con thích nhất là vị cam, rất là ngọt, chua và khá là ngon. Con uống sữa trái cây này thì con thấy nó vị nó như nào? Nó vị nó ngọt, nó chua. Ngọt, chua. Con có thích không? Có. Sữa trái cây thì em thấy khá là dễ uống. Đấy, thường em hay uống mùa hè tại vì cảm giác là nó sẽ mát đấy. Mình có đọc thành phần khi ở trên đấy không phải là mình thích mình uống thôi? Không, thường thì em không đọc. Mình không có cái thói quen đọc thành phần đúng không? Đúng rồi, không có. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Ngọc An, sau khi phân tích thành phần được ghi trên nhãn mác một số loại sữa trái cây thì cho kết luận hoàn toàn khác. Lượng đường rất là cao, trong khi đấy này, đường nó là một cái chất mà dinh dưỡng nó rất là rỗng. Đấy. À, trong khi đấy thì đạm này, chất béo này, canxi này thì nó lại cực kỳ thấp. Nên chúng ta thấy rằng là dinh dưỡng ở trong đấy nó rất là mất cân bằng. Và mất cân bằng như thế này đấy thì thứ nhất là trẻ em không thể nào phát triển đạt đến một cái tầm vóc tối ưu được. Đấy, thứ hai đấy là có thể nhá sẽ dẫn đến cái tình trạng là thấp còi. Đấy, thứ ba ở một cái khía cạnh khác thì những cái trẻ mà sử dụng quá nhiều những cái sản phẩm như thế này thì lại tăng cái tỷ lệ là thừa cân béo phì. Đấy, và các cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Theo tiến sĩ An, sữa trái cây không có trong quy định của cơ quan quản lý ở Việt Nam và thế giới và không đáp ứng được tiêu chuẩn về sữa ở tiêu chí về lượng đạm. Đặc biệt, nhiều hãng sữa trái cây sử dụng đường fructose, loại đường bị coi là thủ phạm hàng đầu gây rối loạn chuyển hóa. Đại diện hệ thống Winmark cho biết, chuỗi 131 siêu thị và hơn 3.500 cửa hàng của hệ thống ghi nhận trong năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ sữa của hệ thống này tăng 1% so với năm 2022. Nhưng riêng sữa tươi thanh trùng, vị trái cây thì tăng 51%. Vâng, doanh nghiệp thì có quyền phát triển đa dạng sản phẩm để phục vụ những nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Tuy nhiên thì tất cả đều phải tuân thủ pháp luật và phải đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Hiện Tổng cục Quản lý Thị trường đang tích cực làm việc để cho ra kết luận cuối cùng về phản ánh của Eurocharm. Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Bình Dương để kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm, nếu có, đối với doanh nghiệp bị phản ánh. Trên thị trường hiện nay thì có nhiều loại nước ép trái cây hoàn nguyên từ nước ép trái cây cô đặc, thế nhưng lại được nhà sản xuất ghi trên bao bì đó là thức uống dinh dưỡng sữa tươi, trái cây tươi. Và điều này thì có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Mới đây, Tiểu ban Dinh dưỡng của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng về vấn đề này. Cụ thể, họ cho rằng việc ghi nhãn như vậy là vi phạm Nghị định 43 năm 2017 và cần sớm có biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo Eurocharm, sản phẩm thức uống dinh dưỡng sữa tươi, trái cây tươi trên thị trường chỉ có thành phần nước ép cam hoàn nguyên, tức là làm từ nước pha với bột cam hoặc nước cam cô đặc, không phải cam tươi. Bên cạnh đó, sữa tươi chỉ chiếm khoảng 14%. Bác sĩ Lê Văn Khảm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, sữa tươi trái cây thì thành phần sữa tươi phải chiếm tỷ lệ chủ đạo. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra. Với những cái sản phẩm mà đã có phản ánh rất là cụ thể, thì các cơ quan chức năng, ở đây là Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan cần phải vào cuộc xác minh ngay lập tức để thứ nhất là khẳng định cái việc là có hay không có những cái sai phạm đó. Cái thứ hai là buộc phải khắc phục sai phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Và cái thứ ba là tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Những hãng đó ở đâu? Nó nằm trên đất nước Việt Nam chúng ta, nằm trên địa bàn quản lý hành chính của chúng ta thì chính quyền địa phương, cấp xã, này, cấp quận, huyện này và phối hợp với là cơ quan quản lý thị trường, cơ quan y tế vào kiểm tra và kiểm tra giám sát xem coi họ quảng bá sản phẩm sữa của họ có đúng quy định chưa và sản xuất theo đúng quy trình chưa, đảm bảo chất lượng chưa để có cái sự công bố với trong phương tiện truyền thông và công bố cho người dân biết. Theo luật sư, một sản phẩm muốn được lưu hành trên thị trường phải đáp ứng hai điều kiện. Một là ghi đúng nhãn mác theo quy định pháp luật. Hai là thành phần công bố phải đúng với thực tế và theo tiêu chuẩn Việt Nam. Các cơ quan chuyên ngành đều có quyền hạn và chức năng. Thành phần của các sản phẩm này nó gồm những chất gì, nó gồm bao nhiêu chất, định lượng nó như thế nào thì ông phải làm đúng như thế, sản xuất đúng như là như thế. Nó có sai sót nhưng nó theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Đấy, một trong những sản phẩm mà không đạt cái tiêu chuẩn đấy thì sẽ bị thu hồi xử phạt hành chính và có thể là nặng hơn là xử phạt hình sự. Đại diện Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường cho biết, năm 2023, cơ quan này đã tịch thu tới 24.000 sản phẩm sữa vi phạm pháp luật. Quản lý thị trường sẽ sớm công bố kết quả trước phản ánh của Eurocharm. Bên quản lý thị trường đã nhận được cái văn bản phản ánh của Eurocharm. Thì trên cơ sở cái văn bản phản ánh đó, thì lực lượng quản lý thị trường, đặc biệt là lãnh đạo quản lý thị trường, tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường để phân tích, xem xét rõ cụ thể để phát hiện ra những cái vi phạm. Nếu có vi phạm thì phải tổ chức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo chuyên gia, hiện nay một số hãng sữa vì thu hút người tiêu dùng nên đã cố tình quảng cáo không đúng sự thật, gắn nhãn mác thức uống dinh dưỡng thành sữa trái cây. Điều này đã khiến người tiêu dùng không những hiểu nhầm, mất tiền mà còn có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Theo văn hóa và phong tục của người Việt thì thời điểm cuối năm mọi người thường tổ chức bữa cơm tất niên. Mâm cơm cuối năm như sự đủ đầy còn được nêm thêm thứ gia vị là tình thân, gắn kết các thành viên trong gia đình. Thế nhưng phóng sự chúng tôi thực hiện sau đây thì sẽ đưa quý vị đến với một bữa cơm tất niên đoàn viên hết sức đặc biệt. Ngay từ sáng sớm, người nhà của hàng trăm phạm nhân đang thụ án tại trại giam số 6 Bộ Công an đã có mặt tại cổng phân trại số 2, nôn nóng, chờ đợi khoảnh khắc được gặp người thân. Với cái rét dưới 10 độ C, bà Lương Thị Cúc đã vượt quãng đường hàng chục cây số với mong muốn được gặp mặt cậu con trai đã thụ án được 5 năm. Đặc biệt hơn, dịp này, thời gian gặp mặt người thân sẽ được kéo dài hơn và mọi người sẽ được cùng nhau ăn một bữa cơm với tên gọi bữa cơm đoàn viên. Con mình ở đây là được 5 năm rồi, cũng nói thật sự. Ô sao mà không nhớ, nhớ thật. Nhớ không phải nói nữa, đau lòng lắm. Cảm ơn ở cả cái mô đấy được tạo cơ hội cho gia đình để gặp người nhà đấy. Tìm vui, cảm thấy vui. Bữa cơm đoàn viên là hoạt động lần đầu tiên được trại giam số 6 tổ chức cho phạm nhân. Sau một năm lao động cải tạo, các phạm nhân có cơ hội được sum họp cùng người thân bên mâm cơm cuối năm, bố gặp con, vợ gặp chồng và mẹ gặp con. Những gia đình có điều kiện đảm bảo được
về mặt thời gian thì cho đăng ký thì chúng tôi đến để tiếp nhận và cho thăm gặp, tổ chức thăm gặp tất cả các đối tượng đấy, từ cải tạo khá tốt đấy, cho đến những phạm nhân cải tạo chưa tiến bộ cũng sẵn sàng cho gặp để thông qua cái chỗ này, cái bữa cơm đoàn viên này, thông qua cái đợt này thì chúng tôi tổ chức giáo dục để cho phạm nhân cải tạo tiến bộ tốt hơn. Cận Tết luôn là thời điểm mang đến cho các phạm nhân nhiều cung bậc cảm xúc và tâm lý dễ bị tác động. Trại giam số 6 đã áp dụng phương pháp cải tạo và giáo dục phạm nhân theo hướng đổi mới. Đó là cả cán bộ và gia đình cùng tác động, khơi thông tư tưởng cho phạm nhân để họ sớm chạm đến ngày về. Tôi vào đây là lần đầu tiên, mà lần này thì như kiểu là háo hức, như kiểu là ngày đón Tết ấy, để đợi để gặp cháu ấy. Rất mừng và rất vui được gặp cháu vào ngày hôm nay đấy. Xin cảm ơn ban giám thị đã tạo điều kiện để được ăn bữa cơm cùng với gia đình, bữa cơm ngon nhất và hạnh phúc nhất. Bữa cơm đoàn viên là nơi các cán bộ chiến sĩ trại giam trở thành những người phục vụ cho phạm nhân, là nơi mà khoảng cách về sai lầm và tội lỗi được xóa nhòa bởi tình người. Những ngày cận Tết, ai cũng mong ngóng và chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn, mà ở đó sẽ không còn những sự hối tiếc.